Xin kính chào quý vị hội viên. Chào mừng các bạn đã quay trở lại chuyên mục tập luyện yoga tại Spartan Fitness. Bài tập hôm nay tôi sẽ gửi đến cho quý vị là những chuỗi động tác hỗ trợ cho tác động lên các khớp sụn và tác động lên các khớp xương, sẽ giúp cho cơ thể của chúng ta tăng được chiều cao, tăng sự dẻo dai cho cơ thể. Mời lớp chúng ta chuẩn bị vào bài hít thở sâu. Lớp ngồi vào tư thế thật là thoải mái. Hai tay thủ hướng Chimura đặt trên gối, nhẹ nhàng mở vai, nâng lồng ngực, giữ cho lưng đầu và cổ trên một đường thẳng, nhắm mắt lại. Nhẹ nhàng đặt đầu lưỡi lên hàm răng trên, thả lỏng toàn bộ cơ mặt, thả lỏng tâm trí, hướng tâm trí, lắng nghe và cảm nhận hơi thở của mình. Hít thật sâu vào, bụng căng lên, thở hết ra, hóp bụng sâu lại. Hít sâu, bụng căng, thở ra, bụng hóp sâu lại. Hít bụng căng tối đa, thở bụng hóp sâu lại. Hít bụng căng tối đa, thở hóp bụng sâu lại. Hít sâu, bụng căng, thở ra, rút bụng sâu lại. Hít sâu, bụng căng, thở ra, bụng hóp sâu lại. Hít bụng căng tối đa và nín thở lần thứ nhất. Thở ra nhẹ nhàng, đẩy hết hơi ra ngoài. Hít sâu, bụng căng và nín thở lần hai. Thở ra nhẹ nhàng, hóp bụng sâu lại. Hít sâu, bụng căng và nín thở lần cuối. Thở ra nhẹ nhàng, hóp bụng sâu lại. Hít sâu, bụng căng, thở hóp bụng, đẩy hết hơi ra ngoài. Hít sâu. Nhẹ nhàng lấp mở mắt ra. Rồi lấp hướng hai lòng bàn chân vào nhau, tay đặt lên bàn chân, lấp nhẹ nhàng nhịp gối. Nhịp liên tục, cố gắng nhấn gối sâu về sàn. Năm, bốn, ba, hai, một. Hít vào. Lớp vươn tay lên trường, mở lồng ngực, mắt nhìn theo tay. Thở ra. Lớp đẩy tay về trước, cuộn lưng đẩy ra sau, hóp bụng, mắt nhìn rốn. Lần hai, hít vào. Thở ra. Lần ba, hít vào. Lớp giữ lại. Nâng lồng ngực, đẩy căng gót tay, nhấn hai gối về sàn. Năm, bốn, ba, hai, một. Thở ra. Rút sâu bụng lại. Đẩy tay về trước, mắt nhìn rốn. Hít thở đều. Năm, bốn, ba, hai,
Một, hít vào lớp vuông tay lên trần trở lại, thở ra lớp hạ tay xuống, bắt chéo hai chân lớp chồm người ra trước vào tư thế con mèo. Hai tay thẳng xòe rộng như cánh quạt, lớp tách hai gối bằng mấy thảm của mình luôn. Hít vào võng lực, mở lồng ngực, mở vai nâng cầm, mở hông ra. Thở, lớp cuộn lưng đẩy lên trần, rút xương cục về trước, cầm về hóc cổ, đẩy vai lên. Tương tự, hít hai. Thở ra. Hít ba. Thở hết ra. Lần nữa hít sâu vào. Thở rút rốn sâu lên hướng lưng. Lần cuối hít sâu vào. Lớp giữ ở đây, mở vai, mở lòng ngực, vươn cao cổ. Lớp tách mông ra, rút mông lên trời. 5, 4, 3, 2, 1, thở. Cuộn lưng đẩy cao tối đa, cuộn xương cục vừa trước, lớp nông vai lên, cầm về hóc cổ. Giữ ở đây, hít thở đều. 5, 4, 3, 2, 1, hít lớp trở về chính diện, duỗi hai mũi chân ra. Từ đây lớp 2, hạ hai trỏ về xa, rút hông lên trần, cố định hông ở đây, lớp đi tay về trước. Đi trong khả năng của mình, được ở đâu thì dừng ở đó. Nếu được, hạ ngực, hạ cầm của mình chạm sàn, rút mông căng lên lắm, đừng có kéo hông theo. Giữ ở đây vợ hít thở, hấp bụng lại, vươn dại lưng căng ra, giữ ở đây vợ hít thở đều. 5, 4, 3, 2, 1, hít vào từ từ chậm rãi, lấp đi tay ra sau và hạ mông của mình hướng về hai chân. Rồi, từ từ chậm rãi, lấp đặt mông chạm sàn luôn. Hai chân sẽ nằm ở hai bên hông của mình. Học viên nào cảm thấy khó khăn quá thì có thể dùng gối nhỏ hoặc là cái khăn gấp lại và đặt dưới mông. Học viên nào mà được thì chúng ta sẽ ngồi như thế này. Hít vào, lớp vuông tay lên trường, kéo con mắt nhìn theo tay. Thở ra, đặt hai tay trong thảm, lớp vặn người sang phải. Hít trở về chính diện. Thở ra trái vào. Hít trở về chính diện. Thở ra phải vào. Hít trở về chính diện. Thở trái. Lần cuối hít vào. Thở phải lớp vặn tối đa trong khả năng của mình, giữ lại và hít thở, hấp bụng, từ từ lớp hạ trán hướng về sàn. 5, 4, 3, 2, 1, hít vào. Thở trái vặn, rút rốn lại, mở lồng ngực ra, lớp duỗi thẳng lưng. Mỗi hơi thở lớp hạ người về sàn một xíu trong khả năng của mình. 5, 4, 3, 2, 1, hít vào lớp vươn tay liên trực. Thở ra hạ tay sau lưng, lớp đan hai tay lại thành nắm đấm. Hít vào duỗi thẳng tay, đẩy lồng ngực nâng còm lên, lớp giữ ở đây. Nhấn cái mông về xa, rút rốn lại, đẩy cao ước hết mức có thể. 5, 4, 3, 2, 1, thở ra, từ từ lớp gập về giữa hai chân của mình. Hết hơi lớp dừng lại, hít một hơi ở đây. Thở ra lớp đánh tay về trước, hấp bụng.
cứ từ từ chậm rãi theo mỗi hơi thở ra, lớp hạ trán về sàn. Nếu được thì trán của mình chạm sàn luôn. Lớp nhấn mông về sàn, thả lỏng vai, đánh hết biên độ vai của mình đi về trước. Lớp giữ và hít thở đều. 5 4 3 2 1 Hít vào, lớp nâng người lên, vuông tay lên trời. Thở ra, chồm người ra trước, tay chống xà. Từ đây lớp vào tư thế đỉnh núi, đẩy đỉnh hông lên trời. Chỉnh cho bàn chân song song, thả lỏng mười đầu ngón chân. Rút hông căng lên lá, hấp bụng lại. 5 4 3 2 1 Hít nâng cầm lên, trùng nhẹ gối. Lớp bước từng chân hoặc bật nhảy ra ngoài hai tay, ngoài hai mé thảm của mình luôn. Hít vào, lớp nhó mũi tay rướn lưng còng, mở hông, mở vai ướt hóp bụng. Lớp thả lỏng tay, giữ ở đây hít thở. 5 4 3 2 1 Thở ra từ từ. Lớp ôm lấy hai cổ chân của mình, ôm nhẹ thôi. Rồi chậm rãi lớp gập sâu vào giữa hai chân, trong khả năng của mình hóp bụng lại, đẩy đỉnh hông lên trời. Nếu được thì đầu của mình sẽ đi về giữa hai chân. Thở lỏng vai và cổ, hít thở đều. 5 4 3 2 1 Từ đây chậm rãi hít vào, lớp nâng cầm lên. Rồi lớp vươn tay lên trời, lớp kéo dài lưng lên trường, kéo căng, mắt nhìn theo tay. Thở ra, từ đây lớp hạ tay chống hông. Lớp mở mũi chân trái của mình sang ngang, mở tiếp mũi chân phải sang ngang, hai bàn chân nằm trên một đường thẳng. Siết bụng lại, lớp trụ chân cho chắc. Hít vào, hai tay vươn lên trường, kéo căng, mắt nhìn theo tay. Thở ra, lớp hạ tay chắp trước ngực, đẩy hai gối sang ngang, hạ mông của mình bằng gối, hóp bụng, mở ức, lưng thẳng. Tương tự, hít hai. Thở hết ra. Hít ba. Thở ra, hít 4, thở hết ra, lần cuối hít vào, thở ra. Lớp giữ lại, dùng ý là lớp mở hai gối hết khả năng, nhấn xương cụt về xà, hấp bụng mở ức lưng thẳng. Rồi, hít vào, lớp tách tay của mình sang ngang. 5 4 3 2 1 Thở, hạ tay phải lên đùi, tay trái kẹp tay. Lớp lật vai trái, đẩy hông về trước, đẩy lồng ngực lên trần. Lớp giữ ở đây và hít thở. 5 4 3 2 1 Hít vào, trở về chính diện. Thở ra, lớp nghiêng trái, đẩy hông về trước, lớp mở hai gối, kéo căng lườn phải. 5 4 3 2 1 Hít vào, trở về. Thở ra, lớp gập người, lưng song song xà, nâng hông lên bằng gối nha lớp, đừng có sụp mông về xà, lưng thẳng, hấp bụng, hít thở. 5 4 3 2 1 Hít vào, lớp thẳng trường, hạ tay chạm xa. Từ đây lớp đóng hai mũi chân của mình lại, hít nhỏ mũi tay dưới lưng cầm, rút rốn, mở vai, thả lỏng tay. Thở ra, lớp gập người về hướng chân, đưa hai tay lên lưng đang lại thành nắm đấm. Hít một hơi, lớp duỗi thẳng tay của mình lên trời. Thở hết ra, lớp buông lỏng vai hông, đổ tay về sàn trong khả năng của mình nhé. Học viên nào có vấn đề huyết áp cao thì hãy lưu ý ha, đi
ít thôi. Học viên nào sức khỏe huyết áp bình thường mình cứ đi hết khả năng được thì tay của lớp sẽ chạm sàn luôn, rút rỗ lại đợi đỉnh hôn liên trường. Nồng mỗi hơi thở lớp xuống một xíu, cảm nhận cơ đùi sâu khó khăn của mình căng mở ra. Nồng 4 3 2 1 từ từ chậm rãi thở ra. Lớp hạ tay chạm lưng, từ đây lớp đặt tay chạm xà. Hít vào, lớp vuông người căng ra, trùng nhẹ gối nè, chống chắc tay, bước từng chân hoặc nhẹ nhàng, lớp bật nhảy ra sau, đẩy người về trước tổng ván, bụng chắc siết đùi lại, hấp bụng lại giữ ở đây. 5 4 3 2 1 chỏ khép chắc vào hông. Rồi từ đây bụng chắc luôn, lắp hạ xuống chắc thư gân ga, rút rốn lại, chờ người ra trước là siết đùi chắc. 5 4 3 2 1 thở ra, lắp nằm sấp xuống thảm luôn. Rồi từ đây lớp co cái gối phải của mình một góc vuông, từ gối hông là một đường thẳng, từ gối xuống cổ chân là một đường thẳng, tay chống ngang ngực. Hít một, lớp nâng người lên, cuộn vai ra sâu, đẩy lồng ngực kéo dài căng cái lưng ra. Thở, lớp trở về thêm hai lần nữa. Hít hai, thở ra, hít ba, thở ra, lần cuối hít vào. Lớp giữ ở đây, đẩy lồng ngực mở vai, lớp kéo cái vai xa khỏi cái tai của mình ra và dùng ý là lớp nhấn hông về xa. 5 4 3 2 1 hít vào, lớp rút tay phải lên trên. 5 4 3 2 1 thở ra, lớp vặn sang phải, lớp đưa tay phải về hướng đùi trái, được thì chạm sâu vào cái má trong của đùi trái luôn. Lớp mở vai phải, hít một hơi đẩy lồng ngực lên, thở nào, lớp vặn một xíu nữa. 5 4 3 2 1 rồi từ đây lớp trở về, hạ bụng, hạ ngực của mình xuống, mở tay trái sang ngang, từ đây lớp duỗi thẳng chân phải. Rồi tay phải của lớp sẽ kéo cái chân phải trong khả năng của mình ha, giữ ở điểm nào cũng được, xa nhất là chúng ta ôm lấy được cái mũi chân, không được thì lớp giữ ở bắp chân hoặc là gối cũng được. Rồi từ đây lớp co chân trái lên, tay trái ôm lấy bàn chân sơ. Hít chậm rãi nha, lớp đừng có di chuyển động tác đột ngột. Từ từ rút mũi chân trái lên trần, hóp bụng lại, thả lỏng vai trái nè, để cho cánh cung của mình được bung căng tối đa. 5 4 3 2 1 thở ra, tay trái lớp vẫn ôm chân ha, hạ đùi xuống, tay phải lớp buông chân phải nè, tay chống xà. Từ đây hít vào, lớp lấy đà nè, lăn người của mình, đá chân phải lên trần. Rồi áp thái dương trái xuống luôn, lớp đưa tay phải lên, bọc lấy ngón chân cái của mình. Rồi không được á thì lớp co gối ha, không được nữa lớp đặt cái tay ra trước cái chân, được thì lớp bọc lấy ngón chân cái. Hít vào, lớp duỗi thẳng chân phải lên, thở ra, lớp đổ chân phải ra sâu trong khả năng của mình ha, hấp bụng lại, đẩy lồng ngực lên, rút rốn. Hít một hơi ở đây, thở, lớp ngã chân ra sâu một xíu nữa. 5 4 3 2 1 thở ra, lớp hạ tay phải chống sàn. Rồi từ đó hạ chân phải, duỗi chân trái của mình sang ngang, lớp úp người lại, rồi lớp đưa chân phải của mình trở về,
hít vào, lật lên tư thế rắn hổ mang. Khép chân lại, mở vai đẩy lồng ngực kéo căng lưng. 5, 4, 3, 2, 1, thở ra. Lấp nằm sắp trở về, lấp đổi bề. Rút cây gỗ trái ngang bằng hông của mình, gối là một góc vuông. Hít 1, lên, mở vai như lớp đẩy ức ha. Rút căng lưng, thở ra, đẩy hết hơi ra. Lần 2, hít sâu vào, thở ra. Lần 3, hít sâu vào, lại lấp, thở ra, tắm hết hơi, buông lỏng tay luôn. Lần cuối, hít sâu vào. Lần này lấp giữ lại, được thì thẳng tay, còn không được lấp trùng trỏ ha. Mở vai, đẩy ức, nhấn hông trái xuống sàn. 5, 4, 3, 2, 1, hít rút tay trái lên trường. 5, đẩy lồng ngực lên lớp. 4, dùng ý là lớp nhấn hông trái xuống. 3, 2, 1, thở ra, lớp vặn sang trái, đưa bàn tay trái về đùi phải. Hít một hơi ở đây, lớp đẩy lồng ngực. Thở, lớp mở vai trái tối đa, đưa cầm về vai trái, mắt nhìn ra sau, rút rốn, ưỡn ức. Hít thở, 5, 4, 3, 2, 1, từ từ thở ra. Lắp hà bụng ngực còn trở về, duỗi thẳng tay phải của mình thả lỏng ra cho thư giãn một xíu. Hít vào, lắp duỗi thẳng chân trái, đưa tay trái ôm chân, kéo về đầu trong khả năng của mình ha. Được thì lắp ôm bàn chân, không được lắp giữ lấy cái cẳng chân hoặc bắp chân. Hít lắp rút chân phải của mình co lại, đưa tay phải ôm lấy cái bàn chân phải. Hít vào, lắp rút mũi chân phải lên trời, thả lỏng vai phải ra. Rồi, lắp buông hết khả năng của mình, giữ ở đây và hít thở, hấp bụng lại. 5, cao lên một xíu nữa lắp. 4, 3, 2, 1, thở ra. Lớp hạ chân xuống, tay phải vẫn ôm bàn chân phải, tay trái buông chân trái. Hít vào, lấp lật người của mình ra sau, đưa chân trái lên trần, hạ thái dương phải xuống thảm luôn. Trời, lấp đưa tay trái bọc lấy ngón chân cái. Thôi, hít vào, lấp duỗi thẳng chân, thở ra, ngã chân ra sau, hấp bụng lại như lớp. Lắng nghe cơ thể, trong giới hạn của mình không đi được nữa, lớp dừng lại. Còn đi được nữa, lớp cứ ngã hết trong khả năng của mình, hấp bụng. 5, 4, 3, 2, 1, hít vào, lần, thở ra, hạ tay chống xà. Rồi, lớp khép hai chân lại, chống tay ngang ngực, hít vào, kéo căng lưng, thở ra, lớp đẩy đỉnh hông lên trời. Rút vai, rút hông căng, hóp bụng lại. 5, 4, 3, 2, 1. Hít vào, lớp nâng chân phải lên cao. Rút rốn lại. Hạ vai phải cho bằng vai trái. Lớp nâng thẳng nha, đừng có lật hông. Nâng cao một xíu nữa nè. Đẩy người ra sau, lớp đưa lực nhiều về chân trái. 5, 4, 3, 2, một, thở ra, bước chân phải giữa hai tay, chỉnh chân sâu ngay ngắn, hít vào chiến binh một, lớp giữ ở đây, chùng cái hông bên trái xuống, lớp mở lòng ngực kéo căng vai, lớp đừng cố ngã cổ mà cố đẩy căng ức lên. 5, 4, 3, 2, 1, thở, lớp buông lỏng tay phải về sàn, rồi lớp nghiêng người sang phải, nhấn xương cụt về sàn, lớp đẩy lồng ngực trái lên. 5, lớp nghiêng trong khả năng của mình, chân vẫn trụ chắc. 4, 3, 2, 1, hít vào trở về, thở ra, lớp vào tư thế chiến binh 2. Hấp bụng lại, nhấn xương cụt về sàn, lưng thẳng.
5, 4, 3, 2, 1. Thở lấp về chiến bên ngược. Ép eo trái, căng lưng phải, nâng ức phải lên. Lấp giữ gối phải vuông góc nha. 5, 4, 3, 2, 1. Hít tay lên trần, lấp thẳng gối phải lên luôn. Thở ra, hạ tay trước ngực, lấp rút mũi chân phải lên và đẩy người sang bên trái, hạ cái mông trái đi về gót trái. Rồi lấp giữ ở đây, đẩy hông về trước, mở lòng ngực ra. 5, 4, 3, 2, 1. Thở lấp hạ mông chạm xà, mũi chân phải hướng lên trời. Hít vào, vươn căng tay. Thở ra, tay phải ôm cổ chân trái, lấp ép eo phải xuống. Giữ ở đây, hít một hơi, lấp rút lưng trái căng, ưỡn lòng ngực lên, mắt nhìn lên trời. Thở lấp hạ vai phải xuống. Trong khả năng của mình, được ở đâu lấp giữ ở đó. Được nữa, lấp đưa tay trái ôm bàn chân phải. Hít vào, lấp kéo chân về đầu. Thở ra, lấp mở vai, mở hông, ngã người lên trời. Rồi, lấp dùng ý nè. Mở cái gối trái của mình ra, được thì lấp nhóm mũi chân trái của mình lên luôn. Đẩy lòng ngực, đẩy hông về trước, giữ ở mức cuối cùng và hít thở đều. 5, 4, 3, 2, 1. Từ từ chậm rãi thở ra, I love you back. Hít vào, tay lên trời. Thở lấp xoay người sang trái, lấp đặt tay trái ra sâu mông trái, mũi tay hướng ra sau, xòe rộng bàn tay, tay chủ chắc. Lấp đẩy bàn chân trái về trước một chút xíu, cách đùi của mình. Hít vào, lấp áp lòng bàn chân phải xuống sàn, chống chắc tay, đẩy hông lên trời. Thở ra, lấp ngã. Trong khả năng của mình ha, không ngã được lớp cứ giữ ở đây, ngã được lớp cứ ngã trong khả năng, được thì tay phải lớp chạm sàn luôn, đẩy hông lên, đẩy ức lên, thả lỏng đầu của mình ra, duỗi thẳng chân phải nha lá, gối trái là một góc vuông. 5, 4, mở gối trái ra, 3, 2, 1, từ từ thở ra, lớp hạ hông xuống, hít vào, tay lên trời. Thở lấp kéo dài lưng về trước, hạ tay buông lỏng vai cổ ra, và lấp đi mũi tay về trước, kéo căng đáy lưng của mình luôn. Hít thở, mỗi hơi thở lấp hạ sâu người một xíu, được thì bụng ngực cầm chạm xa, được ở đâu lấp giữ ở đó. 5, 4, 3, 2, 1. Rồi từ từ hít vào lấp, đưa tay của mình về ngang chân trước. Từ đây lấp nâng người lên, mông rời khỏi sàn. Lấp đóng mũi chân phải lại 90 độ, lấp mở mũi chân trái của mình ra, tay thẳng. Hít một hơi duỗi hông mở ức lưng thẳng. Thở ra, lấp sẽ đổ cái hông về bên trái, đi tay về bên trái một chút xíu luôn. Hóp bụng lại nha, xiết cái đùi phải lại nè. Lắng nghe cái khớp háng bên trái của lớp đang mở căng ra. Nếu học viên nào đi được nữa, hạ hai chỏ xuống sàn, nâng hông lên lớp, duỗi thẳng lưng, hóp bụng lại. Được nữa lớp nhón cái gót trái của mình lên luôn, giữ ở đây và hít thở. 5, 4, 3, 2, 1. Rồi từ từ lớp đẩy thẳng hai chân lên. Từ đây lớp đi bộ tay về trước, rồi lấp xoay chân về trước luôn, chống chắc tay. Hít vào, lấp đá chân phải lên trời, đẩy lên, đẩy thẳng ra lên nhá lớp, đừng lắc hông, hóp bụng lại. 5, 4, 3, 2, 1. Thở ra, lấp đẩy người về trước, hóp bụng lại, rút rốn, xăng cơ đùi lại. 5, 4, 3, 2, 1. Thở ra, lướt xuống chắc chưa lên ra. Hóp bụng nè, vai chắc, trỏ chắc. Nếu giữ không được ở đây nha, lắp nằm sắp xuống. 5, 4,
3, 2, 1, hít vào, rắn hổ mặt. Thở hết ra, lấp đẩy đỉnh hông lên trời, rút vai, rút hông căng. Hít đá chân trái lên trời, đẩy người ra sau, đưa lực nhiều về bàn chân phải, hạ vai trái cho bằng vai phải. 5, 4, 3, 2, 1, thở ra, bước chân trái lên giữa hai tay, trụ chân cho chắc, hít vào lên chiến bên một, thở lớp trùng hông phải ra, kéo vai ra sâu, đẩy lồng ngực rút rỗ lại. 5, 4, 3, 2, 1, thở ra, lấp nghiêng người sang trái, nhấn xương cục về sàn, lấp buông lỏng tay trái về sàn, kéo căng lưng phải, nâng ức phải lên. 5, 4, 3, 2, 1, hít vào lấp về chính diện, thở ra, lấp xoay người sang phải vào chiến bên hai, rút rỗ lại lưng thẳng. 5, 4, 3, 2, 1, thở chiến bên ngược, ép eo phải sâu xuống, kéo căng lưng trái. 5, 4, 3, 2, 1, hít hai tay lên trần, lấp thẳng hai chân luôn. 5, 4, 3, 2, 1, thở ra, rồi lấp trùng gối phải nè, rút mũi chân trái lên trần, hạ tay chắp trước ngực, chậm rãi lấp đưa mông đổ về chân phải, đẩy hông về trước, hóp bụng lại, hít thở đều. 5, 4, 3, 2, 1, thở ra, lấp hạ mông chạm sàn luôn, hít vào tay lên trời, thở lấp nghiêng người lên chân trái, hết hơi lấp dừng lại, hít một hơi nữa, thở lấp hạ vai trái xuống nữa, được ở đâu lấp giữ ở mức cuối cùng của mình. Rồi nếu được, mục tiêu của mình nếu được nè, đi xa hơn nữa, tay ôm bằng chân trái, rồi kéo chân về đầu làm ngã, mở gối phải, được thì lấp nhón cái chân phải của mình lên. 5, 4, 3, 2, 1, từ từ chậm rãi lấp trở về, thở xoay người sang phải, lấp chống tay phải ra sau mông, mũi tay hướng ra sau, xòe rộng bàn tay ra, lấp đẩy cái bàn chân phải của mình về trước một xíu, hít vào áp lòng bàn chân trái xuống sàn, trụ tay phải cho chắc, lấp đẩy hông của mình rời khỏi sàn, kéo căng lên, thở ra, nếu được lấp ngã ha, không được thì lấp cứ giữ ở mức cuối cùng của mình, được thì lấp ngã trong khả năng, lấp dùng ý nè, mở gối phải nè, siết đùi trái nè, đẩy cao hông, được thì tay trái của lớp chạm sàn luôn. 5, 4, 3, 2, 1, thở ra, từ từ chậm rãi lớp hạ xuống, hít vào tay vươn căng, thở kéo dài lên, lớp gập sâu về xa, rút mũi chân trái nè, rồi lớp thả lỏng vai cổ ra, rồi lớp kéo căng cái đẩy lưng của mình ra luôn nè. Mỗi hơi hít lớp dừng lại, mỗi hơi thở lớp đi xa hơn một xíu và hạ sâu người xuống. 5, 4, 3, 2, 1, hít vào lớp nâng người lên, chống tay xuống nè, rồi từ đây lớp đẩy hông của mình rời khỏi xa, đóng mũi chân trái 90 độ áp xa, lớp mở mũi chân phải của mình sang ngang. Rồi tay thẳng nha, hít một hơi, lớp duỗi hông mở ức, lưng thẳng nè, gối phải là một góc vuông nè. 5, 4, 3, 2, 1, hít lớp nhón gót phải lè, nâng hông lên lớp, lớp đừng có sập mông xuống nha, nâng hông lên, lưng song song với sàn. Từ đây nè, lớp đổ hết người sang phải để khớp hắn bên phải của lớp á, nó căng, được tới đâu lớp giữ ở đó, lắng nghe khớp
thắng của chân phải của mình. Được nữa nha, tùy theo. Học viên tập lâu, học viên mới thì cứ giữ đây. Học viên tập lâu nè, lớp hạ hai chỏ xuống sàn luôn. Nhón gót cao lên lớp, nâng cái hông lên, hóp bụng lại, mở lòng ngực ra, giữ ở đây thêm 5 hơi nữa. Mỗi hơi hít lớp lấy hơi năng lượng và thiệt sâu vào. Mỗi hơi thở lớp tống hết hơi ra. 5 4 3 2 1 thở ra. Rồi lớp hạ chân xuống, chống thẳng tay, thẳng hai chân lên luôn. Từ đây, lớp đi bộ tay về trước, xoay hai mũi chân của lớp về trước luôn. Chống chắc tay, hít rút chân trái đã lên trời, đẩy hết ra sau lớp, kéo căng vai, căng chân, căng lưng luôn, hấp bụng lại. 5 4 3 2 1 thở ra. Lớp bước chân trái ra ngoài tay trái, hít bước tiếp chân phải ra ngoài tay phải luôn. Hít một hơi, lớp duỗi hông mở lòng ngược ra. Thở nè, lớp hạ hông bằng gối của mình, hạ vai bằng gối của mình luôn. Hóp bụng lại, rút rốn giữ cho lưng thẳng. Từ đây lớp chắp hai tay lại, chắp hai ngón trỏ lại. Hít vào, lớp duỗi thẳng tay về trước, mắt nhìn theo tay, giữ cho lưng thẳng nha lớp, nâng mông lên, mông không sụp sâu hơn gối. Nếu được nữa, hít vào, lớp nhón hai cái gót rời khỏi sàn, rút rốn lại lớp, mở gối ra, siết cơ đùi chắc. 5 4 3 2 1 thở ra. Lớp hạ gót xuống, duỗi thẳng người lên. Rồi, từ đây lớp đi hai cái chân của mình về bằng hông. Hít một hơi, nhón mũi tay xuống lưng cầu. Thở ra, lớp gập sâu vào chân, đưa hai tay lên lưng đang lại, hít duỗi thẳng tay. Thở thả lỏng vai, lớp đổ tay về sàn, hóp bụng lại. Gối căng, lớp trùng gối ha, đừng có cố căng gối, cố đẩy thẳng cái lưng căng ra, đẩy cái mông lên trời, rút bụng áp sát vào đùi. 5 4 3 2 1 chậm rãi nè, hít lớp nâng còm lên, rồi từ từ hạ tay xuống lưng, chậm rãi lớp đi nè. Thở ra, lớp nhấn nắm đấm về sàn, siết đùi bụng, nhấn xương cục của mình về sàn, đẩy hông về trước. Lớp khép vai, nhấn nắm đấm sâu xuống trong khả năng ha. Lớp đẩy ức, siết bụng cho chắc nha lớp, nó rung quá, siết lại. 5 4 3 2 1 hít vào trở về. Thở ra. Hạ tay chắp trước, lớp thả lỏng cơ thể của mình ra. Hít vào, bụng căng lên. Thở ra, bụng xẹp xuống. Hít vào, bụng căng lên. Thở ra, bụng xẹp xuống. Hít vào, bụng căng lên. Thở ra, bụng xẹp xuống. Hít vào, tay vươn lên trời. Thở, lớp kéo dài lưng, gập sâu ngửa vào chân trở lại. 5 4 3 2 1 hít nhón mũi tay sướng lưng cầm. Thở, khuỵu gối tay chống xà. Lớp bước từng chân hoặc nhẹ nhàng bật nhảy ra sau, lớp đẩy đỉnh hông lên trời. Đây, lớp rút vai, rút hông căng lên. Thả lỏng 10 đầu ngón chân. Hít vào, lớp đá chân phải lên trời. 5 4 3 2 1 thở ra. Lớp kéo gối phải về hướng vai phải của mình, chạm vai luôn nếu được. Đẩy hông, đẩy vai lên, rút rốn lại. 5 4 3 2 1 thở. Lớp đặt bàn chân phải ra ngoài tay phải. Từ đây lớp khuỵu trỏ xuống, hạ thấp người về sàn. Rồi,
hít vào, lớp đẩy tay phải sang ngang nằm dưới chân trả phải của mình ha. Lớp đẩy dùng mũi chân sau, lớp đẩy người ra trước ha, vuông cầm mở nhẹ gối phải ra. Học viên mới tập cứ giữ tay ở đây ha. Học viên tập lâu rồi, hít rút tay trái lên luôn, hóp bụng lại, đẩy người chồm ra trước, hít thở. Chân phải trụ nha lớp. 5, 4, 3, 2, 1, thở ra. Lớp đặt tay phải bên trong chân phải, hạ lòng bàn chân trái áp sàn 90 độ. Hít vào, lớp rút tay trái lên trời, đẩy hông về trước, hóp bụng ướt. 5, 4, 3, 2, 1, thở ra. Lớp hạ tay xuống, lớp hạ gối trái xuống. Rồi, từ đây tay trái, lớp ôm bìa bàn chân phải, lùi cái tay về xíu, tay thẳng nè, từ vai xuống cổ tay lớp chỉnh thẳng ha. Rồi chón chắc tay phải, hít vào, lớp sẽ rút chân phải co gối. Đối với học viên mới tập chỉ còn như thế này thôi, học viên nào tốt hơn nữa duỗi thẳng chân, hít vào, thở ra, lòn cái đầu xuống dưới bắp tay trái. Rồi lớp đẩy ức của mình lên trời, kéo cái chân lên, giữ ở đây và hít thở. 5, 4, 3, 2, 1, thở ra. Lớp hạ chân xuống, tay chống xà, hít vào, lớp rút chân phải đã lên trời. Trời. 5, 4, 3, 2, 1, thở ra. Lớp hạ ngực còng xuống, rồi đổ chân phải về trước. Nếu không được lớp hạ gối trái xuống, rồi đổ chân phải của mình về trước ha. Lớp đừng lọc hồng, hóp bụng lại. 5, 4, 3, 2, 1, hít vào, lướt lên, kéo căng lưng, mở vai ưỡn ướt, rút rốn lại. 5, 4, 3, 2, 1, thở ra. Lớp đẩy định hông lên trời, rút hông căng, rút vai căng. 5, 4, 3, 2, 1, hít. Lớp đá chân trái là đẩy người ra sau, đưa hết lực về chân phải. 5, 4, 3, 2, 1, thở ra, chồm người ra trước nè. Lớp rút gối lên cái vai của mình, rút cao hết cả nè, hóp bụng lại. 5, 4, 3, 2, 1, thở ra, hạ ra ngoài tay trái. Từ đây, lớp hạ thấp người của mình xuống, chồm người ra trước nè. Lớp dùng ý nè, mũi chân sâu á, lớp đẩy người ra trước nè, mở lòng ngực vuông cầm ra. Lớp đừng có nhìn ra sau, nhìn về trước nè. Rồi bước cơ bản nhất, hít. Lớp rút tay trái sang ngang, không đi được nữa lớp dừng ở đây ra. Học viên nào đi được nữa, hít vào, rút tay phải lên luôn, hóp bụng nè. Lớp lắng nghe cơ đùi trái căng nè, hông trái căng nè, nâng cơ đùi sau lên, siết cơ đùi sau luôn nha lớp. Hóp bụng lại. 5, 4, 3, 2, 1, thở ra. Lớp đặt tay trái bên trong chân trái, xoay bàn chân sau áp sàn 90 độ. Hít vào, lớp rút tay phải lên trên, dùng ý, lớp đẩy hông về trước. 5, 4, 3, 2, 1, thở, hạ tay, hạ gối phải xuống luôn. Từ đây, tay phải lớp ôm bìa bàn chân trái, lớp chỉnh tay trái cho chắc chắn nè. Hít vào, lớp nâng cái bàn chân trái rời khỏi sàn ha, gối co, duỗi hông, duỗi thẳng lưng. Không được nữa, lớp giữ ở đây ha, được thì lớp đi tiếp, nâng cao hơn một xíu nè, để khớp háng của mình nó mở sâu hơn một xíu. Hít vào, duỗi thẳng, thở ra, lớp lòn kéo chân lên, lớp lòn đầu xuống bắp tay phải, rồi đẩy hông, đẩy ướt, mắt nhìn lên trời. 5, 4, 3, 2, 1, thở ra. Lớp hạ chân xuống, rồi từ đây lớp chống tay, hít, đá chân trái lên trời.
đẩy hết người ra sau lớp, rút căng vai, căng chân, căng lưng luôn. 5, 4, 3, 2, 1 thở ra. Tay chắc nè, bụng chắc, ngực cầm xuống. Nếu lớp giữ ở đây không được, hạ gối phải xuống ha. Đá chân trái về trước, hóp bụng lại nè, rút mũi chân về hướng đầu. Được thì lớp nâng gối, không được thì lớp hạ gối. 4, 3, rút cái rốn. 2, 1, hít vào, lướt lên rắn hổ mà. Thở hết ra, lớp vào tư thế em bé. Thả lỏng hết vai, thả lỏng cổ tay ra. Lớp thư giãn và hít thở đôi một chút xíu. 5, 4, 3, 2, 1. Hít vào, lớp nâng người ra. Rồi, từ đây, lớp hạ mông xuống, đưa hai chân về trước. Lớp tách rộng, hôm nay mình sọc ngang nha lớp. Những động tác vừa rồi là những động tác hỗ trợ cho tư thế sọc ngang. Rồi, lớp mở chân của mình trong khả năng của mình. Được ở đâu thì lớp dừng ở đó, hết khả năng của mình. Chỉnh cho ngay ngắn, lưng thẳng. Hít vào, tay vươn lên trước, mắt nhìn theo tay. Thở ra, hạ tay phải của mình về hướng đầu thảm. Lớp nghiêng người lên cái chân phải, kéo căng lưng trái, đẩy lồng ngực trái của mình lên. Giữ ở đây, hít một hơi nữa. Thở, lớp hạ vai, đồng thời lớp đi tay về trước một xíu nữa. Được nữa, nếu mà học viên nào đi không được thì cứ giữ ở đây ha. Tay là nằm trên tay, kẹp sát tay. Được thì lớp ôm bàn chân phải ra, kéo về đầu, đi cái tay về trước nào. Và lớp ngã người của mình lên chân, mở ngược lại, tay phải về trước, tay trái kéo ra sờ. 5, 4, 3, 2, 1, hít vào, lớp đi về chính diện. Thở, lớp đổi bàn. Hết hơi, lớp dừng lại, hít sâu, kéo lưng phải. Thở, hạ vai. Lớp hạ được tới đâu thì lớp đi tay trái về hướng đầu thảm một xíu. Cuối cùng nếu được nè, mục tiêu cuối cùng của lớp nè, được thì ôm bàn chân trái. Rồi, kéo về đầu, lật vai, lật hông phải, ngã ra. Rút cái mũi chân phải lên nha lớp. 5, 4, 3, 2, 1, từ từ hít vào. Lớp vươn tay lên trời, kéo con. Thở ra, lớp xoay người sang phải, ôm lấy chân phải, úp vai trái xuống, hóp bụng lại, vươn dài lên và buông lỏng vào chân phải, hít thở đều. 5, 4, 3, 2, 1, hít vào trở về. Thở ra, gập vào chân trái, úp vai phải xuống, thả lỏng vai cổ, vươn dài cột sống. 5, 4, 3, 2, 1, hít vào trở về. Thở, lớp xoay người sang phải, chống tay phải xuống sàn. Học viên mới tập, co gối phải lại. Hít vào, nhấn gối phải, đẩy hông lên trần và ngã người ra. Học viên tập lâu vẫn giữ chân ở vị trí này. Hít vào, áp hai lòng bàn chân xuống, chống tay phải chắc và đẩy hông, ngã người trong khả năng. Nâng hông lên lớp, siết bụng lại. 5, 4, 3, 2, 1, thở ra, hạ xuống. Hít vào, tay lên trời. Thở ra, chống tay trái. Hít vào, nhấn hai lòng bàn chân xuống. Rồi, đẩy hông lên, kéo tay phải đi về xa. Tay dưới chắc ha. 5, 4, 3, 2, 1, thở ra. Lớp hạ xuống. Từ đây lớp hạ hai chỏ của mình xuống sàn, rút hai mũi chân lên. Hít vào, lớp kéo cái hông đi về trước, vươn còm mở lồng ngực ra. Thở nè, lớp đẩy hông ra sau, cuộn lưng lại, cầm về hốc cổ, mắt nhìn rốt. Hít hai. Thở hết ra. Hít ba. Thở hết ra. Lần nữa hít sâu vào. Thở ra.
lần cuối hít sâu vào. Ở lớp giữ đây ha. Từ đây lớp đi tay về trước trong khả năng của mình nha. Lớp lắng nghe khớp háng, lắng nghe cơ đùi tròn. Trong sức chịu đựng của cơ đùi tròn nha, lớp đi bằng hơi thở. Hít vào lớp dừng lại. Thở lớp buông lỏng cơ ra, nhích một xíu. Không đi được nữa, lớp dừng lại. Đừng đi quá giới hạn của mình. Được ở đâu, dừng ở đó. Học viên nào xuống được thì hạ bụng ngực còng chạm sàn vào tư thế chim phụng hoàng. Hai tay kéo bọc lấy ngón cái nè, kéo về hướng đầu, nhấn hông xuống, vươn còng về trước, hít thở. Được nữa, lớp đưa tay lên lưng đan lại. Hít duỗi thẳng tay. Thở ra. Lớp đánh tay lên trần, hóp bụng lại nha lớp, nhấn sâu người về sàn. Học viên nào đi chưa được ở đây thì cứ giữ ở mức cuối cùng, hít thở nha. 5, 4, 3, 2, 1. Rồi từ từ thở ra, hạ tay xuống, đưa tay về trước ha. Học viên tập lâu nè, học viên mới tập không đi được đâu. Học viên mới tập cứ giữ mức cuối cùng, hít thở. Học viên tập lâu nè, khớp háng mở tốt nè. Hai tay duỗi về trước, bám lấy thảm nè. Hít một hơi nè, nhấn tay về sàn. Rồi rút cái hông về trước nè. Và khép hai chân của mình lại. Khép sát lại. Chống tay ngang ngực. Hít vào tư thế rắn hổ mang. Cuộn vai, mở lồng ngực, đẩy căng cơ bụng, kéo căng cơ bụng, căng cơ lưng luôn. Khép hai chân sát vào nhau. 5, 4, 3, 2, 1. Thở ra. Lớp về em bé. Rồi tất cả các học viên đều về hết tư thế em bé. Mình thư giãn ở đây một xíu. 5, 4, 3, 2, 1. Nhẹ nhàng, từ từ hít vào. Lớp nâng người lên, hạ mông của mình xuống. Rồi duỗi hai chân về trước. Co gối lại, đặt cái bàn chân đầu thảm để khi lớp nằm, người của lớp sẽ ở gọn trong thảm. Rồi đưa hai tay hai chân lên trời. Lớp buông lỏng và lát rồi. Cho tay, cho chân của mình thư giãn một xíu. Ở tư thế này chân vừa thư giãn và giúp cho máu lưu thông tốt về tĩnh mạch. 5, 4, 3, 2, 1. Thở ra. Lớp co gối lại nè. Vào tư thế em bé hoan hỷ đó. Hít vào một hơi. Thở lớp kéo hai gối chạm sàn. Rút rốn lại. 5, 4, 3, 2, 1. Thở ra. Lớp ôm hai gối. Hít vào. Lớp nâng người lên. Thở nè. Lớp ép cầm và cổ của mình, cầm và gối về nhau. Học viên nào có vấn đề, có cảm giác mà cổ mình khó chịu thì hạ đầu xuống nha. Chỉ kéo cái bụng và cái đùi sát vào nhau thôi. 5, 4, 3, 2, 1. Thở ra. Lớp hạ đầu và lăn lưng trái phải. Nhịp nhàng. Rồi, từ đây lớp bắt tay sang ngang, lớp xoay tròn hông, cảm nhận thắt lưng của mình thoải mái và dễ chịu. Lớp xoay ngược lại. Rồi từ đây lớp duỗi thẳng chân phải nè, tay phải ôm gối trái, lớp kéo về bên phải, mắt nhìn qua tay trái, lớp vặn ha, lớp cân bằng lại cột sống một xíu nè, được thì gối chạm sàn, thả lỏng vai hông. 5, 4, 3, 2, 1, hít vào nâng chân lên, thở ra duỗi chân, hít co chân còn lại, thở ra vặn trái. 5, 4, 3, 2, 1. Hít vào, nâng chân lên. Thở ra, lớp duỗi chân. Lớp lấy đà, bật người về trước. Lớp sâu người vào chân. Bật người ra sâu. Lớp đẩy hông lên trời. Liên tục 5 lần như vậy.
lần cuối lớp giữ lại. Năm hơi nha, cố gắng ép sâu cái bụng vô đùi. 5, 4, 3, 2, 1. Rồi, từ từ. Lập vào tư thế Savasana. Tách rộng chân bằng mê thảm. Thả lỏng tay về sàn, lòng bàn tay ngửa. Lớp buông lỏng toàn bộ cơ thể. Thả lỏng cổ chân, mũi chân đổ sang hai bên. Thả lỏng cổ tay, các ngón tay co nhẹ tự nhiên. Thả lỏng cổ, cầm hơi hướng về ngực. Buông lỏng hết toàn bộ cơ thể, lớp vào tư thế thư giãn. Hít thở nhẹ nhàng và lắng nghe hơi thở của mình. Nhẹ nhàng khép hai chân lại, duỗi mũi chân căng, hai tay đang hít vào lớp duỗi căng cột sống, nhấn thắt lưng sâu về sàn, kéo căng căng một chút xíu nữa, thở lớp buông lỏng ra, co gối lại, nghiêng người, chống tay trước ngực, chậm rãi lớp ngồi lại tư thế ban đầu, hít vào tay lên trời, thở ra lớp vặn phải. Hít vào trở về, thở ra lớp vặn trái. Hít vào trở về, thở ra hạ tay trước ngực. Xin chào lớp, buổi tập của chúng ta đến đây là kết thúc. Xin hẹn gặp quý vị học viên vào chương trình tập tiếp theo. Nếu quý vị học viên có thắc mắc gì liên quan đến vấn đề tập luyện hoặc là liên quan đến cơ thể của mình để cải thiện vấn đề sức khỏe về yoga thì xin hãy đặt câu hỏi ở bên dưới, đội ngũ Master Yoga của Sarbiton sẽ sẵn sàng trả lời hết tất cả những thắc mắc của quý vị. Cảm ơn quý vị, xin chào quý vị học viên.